52. Phẩm chân như. Bấy giờ chư thiên cõi dục cõi sắc đều dùng bột hương trên đàn, bột hương đa yết la, linh lăng hương, bột hương đa ma la, hoắc hương và hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng trên trời một lượt giải lên Đức Phật, rồi đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ sát chân ngài, đuôi đứng một bên chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất sâu xa, khó thấy khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt cảnh suy nghĩ, vi diệu vắng lặng, người trí sáng nhanh nhẹn mới có thể biết được, không phải các thế gian tin thọ được. Chỉ có Phật quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đều nói: Sắc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sắc, thọ tưởng hành thức tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì hoặc sắc chân như, hoặc trí nhất thiết trí chân như, hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận, hoặc thọ tưởng hành thức chân như, hoặc trí nhất thiết trí chân như, hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Như vậy cho đến hoặc trí nhất thiết chân như, hoặc trí nhất thiết trí chân như, hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận, hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như, hoặc trí nhất thiết trí chân như, hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Phật bảo chư thiên cõi dục cõi sắc: Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, chư thiên nên biết ta quán nghĩa này, nên tâm thường hướng đến vắng lặng, không muốn thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp này sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt cảnh suy nghĩ, vi diệu vắng lặng, người trí sáng nhanh nhẹn mới có thể biết được, không phải các thế gian tin thọ được. Chỗ gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tức là sự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Chư thiên nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như thế, không năng chứng, không sở chứng, không chỗ nương, không thời chứng. Chư thiên nên biết pháp vi diệu này là hiện hành không hai, không phải chỗ thế gian so lường được. Chư thiên nên biết hư không sâu xa nên pháp này sâu xa, chân như sâu xa nên pháp này sâu xa, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa nên pháp này sâu xa, vô lượng vô biên sâu xa nên pháp này sâu xa, không đi không đếm sâu xa nên pháp này sâu xa, không sanh không diệt sâu xa nên pháp này sâu xa, không nhiễm không tịnh sâu xa nên pháp này sâu xa, không biết không đắc sâu xa nên pháp này sâu xa, không tạo không làm sâu xa nên pháp này sâu xa, ngã sâu xa nên pháp này sâu xa, hữu tình mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bồ đặc giả la, ý sanh, thanh niên, người làm, người thọ, người biết, người thấy sâu xa nên pháp này sâu xa, sắc sâu xa nên pháp này sâu xa, thọ tưởng hành thức sâu xa nên pháp này sâu xa. Như vậy cho đến trí nhất thiết sâu xa nên pháp này sâu xa, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa nên pháp này sâu xa, tất cả Phật pháp sâu xa nên pháp này sâu xa. Khi ấy chư thiên thưa: Bạch Thế Tôn, pháp đã nói đây sâu xa vi diệu, các thế gian không thể vội tin thọ được. Vì sao? Vì pháp vi diệu này không vì nắm giữ sắc nên nói, không vì xả bỏ sắc nên nói, không vì nắm giữ thọ tưởng hành thức nên nói, không vì xả bỏ thọ tưởng hành thức nên nói. Như vậy cho đến không vì nắm giữ trí nhất thiết nên nói, không vì xả bỏ trí nhất thiết nên nói, không vì nắm giữ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên nói, không vì xả bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên nói, không vì nắm giữ tất cả Phật pháp nên nói, không vì xả bỏ tất cả Phật pháp nên nói. Bạch Thế Tôn, thế gian hữu tình phần nhiều hành chấp nắm giữ ngã ngã sở, cho đến